anh xuống đây cho má hai về bán đồ nghe. Anh hai ghẹo phải không? Ờ mẹ ổng không? Nhẹo quá. Cứng nhắc à? Không có, nhưng mà tí đất cứng nhắc là sao đạo? Để chị coi thử xem. Nhắc là không có củ. Ừ, đã cứng quá. Dạ. Qua hôm kia đào thử mà không có củ nào hết trơn. Củ. Chỗ này nó dễ đừng hả? Ừ. Đâu có củ nào mọc nổi. Nếu như mà đất cát nó cưng cái mình dịch về cái củ nó. Đúng rồi, củ nó lên nó theo. Còn giờ nó dễ quá, củ nó đâu có đâm xuống được. Nó tàn gì là có củ rồi đó. Dạ. Cho em xin cái đi con. Bông cỏ hả chị? Bông cỏ. Đẹp quá ha. Nó tròn tròn vậy ha. Dạ. Nó giống như bông này nè, bông đẹp quá ha, màu đẹp quá ha. Dạ. Bông đẹp rồi Sơn Hà ơi. Đẹp quá. Cỏ mà cũng có bông đẹp. Dạ. Có nhiều loại có bông nó đẹp vậy lắm, cỏ. Cái màu này màu nhìn đó nó đẹp quá trời. Nó cái tươi. Hoa này hoa gì chị? Người ta gọi là hoa nở ngày, có người gọi hoa là hoa gì đó, nó có hai tên là. Ở trên Đà Lạt cái có cái hoa gì, cái hoa bất tử á. Ừ. Nó giống giống vậy đó. Ừ đúng rồi, nó cũng khô vậy nè cưng. Dạ nó cũng khô. Cái cánh nó cũng khô vậy nè. Nhưng mà nó khô vậy hoài luôn. Cái này nó nở ban ngày sao cái hoa nở ngày. Sao người ta gọi là hoa nở ngày. Nó còn một tên gì nữa đó. Cái này hình như nó trổ ngày trổ đêm vậy nè. Dạ. Nguyên ngày á cưng, nó trổ nguyên ngày á, nó không có tàn. Dạ. Nó tròn đẹp quá ha. Cứ vậy hoài nè. Màu tím đẹp quá. Lâu lắm á nó mới tàn. Dạ. À, đẹp quá. Cái này cũng dễ trồng lắm nè. Ừ, cái dễ lên. Dễ sống. Dễ sống. Dạ. Bứng ở bên hông đem qua đây nè chị. Ừ. Bứng bên hông đem qua đây trồng nè, mà không biết sống không nữa. Chắc sống quá. Tại vì nó có đất bùng bùng về nè, nó hầm hầm thì nó sống rồi. Dạ. Me. Dạ. Này chấm mắm ruốc ngon lắm chị. Ở trên quá thì bự luôn kìa. Ở đây có me nhỏ nhỏ nè. Ở trên me bự quá trời, nó không vòng luôn. Dạ. Me non nè chị, về chấm mắm ruốc ăn. Đó, me về nè đi máy ăn rồi chứ. Dạ. Ừ, đúng rồi, đó em cũng vậy. Về mình chấm mắm ruốc ăn không nữa. Bây giờ không dám ăn chua. Chua không? Ừ. Trời ơi, hồi đó cái lòng kêu cũng hái ăn nữa nè chứ. Dạ, ăn nó chát chát á. Ừ. Nè, hồi đó cái bông gì cũng hái ăn nữa nè. Không có gì ăn hết. Bây em kêu má hai về coi nhà. Út ăn me này vô. Mấy me gì Út? Mấy dốt ăn nè, mới chín nè. Chị không có dốt, mấy non không vậy Út ơi? Không, mấy non. Đậu rồng. Cái này là tự nó lên hả? Dạ. Không có trắng đâu. Mấy cái trái đậu rồng này nhớ nha, nó ba hay ra mẹ ăn. Ngon lắm ca. Thơm lắm. Nó bùi lắm hả vậy Út? Thơm. Ăn nó thơm mà nó giòn, nó giòn hầm mà nó tốt cho bụng. Với lại hộp đậu nành đó chị. Em thấy bà hay rang ăn. Bà thích ăn mấy cái con xíu vô vậy rang đó. Út nói là cái này ăn cũng tốt cho bao tử. Vậy hay không? Dạ. Hôm bữa Út đi lên bệnh viện có cho anh kia ảnh bài á. Dạ. Cái này mình xay vậy chị Út. Mình rang mình xay ra giống như đậu nành vậy đó ha. Thơm lắm chị ta. Dạ, nó thơm lắm mà nó béo béo nữa. Dạ. Bà Út về. Út về. Ờ, Út về. Út về hả? Ở chơi chút về. Cảm ơn cái gì Út. Đi từ sáng tới giờ hả? Dạ. Bà Út. Có bà Út về á. Dạ. 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 Hai đứa đi làm gì vậy? Hai đứa đập gì vậy con? Nó hái lá mè chi đó. Xuống hồn quá chừng xe.
có đường mới rồi ha, Sơn Hồng với Sơn Hà có đường mới ra đây chơi nha.